Tí nữa thôi, bọn em xong rồi mình đi thôi. Ok. Cindy xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm rồi thì có một bạn comment trên kênh YouTube của Cindy là: anh ơi, anh chỉ làm ở khu vực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh thôi đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì Cindy sẽ đi đến khu Tây của thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái dự án lớn nhất tại khu Tây của thành phố Hồ Chí Minh luôn. Trong ekip ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có Huy là Flycam. Còn đây là Tuấn, cameraman của Cine. Hello mọi người. Và thành viên cuối cùng, chị Nhung, director. Hello. Bây giờ là 8 giờ. Lộ trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, kết nối vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và ra ở nút giao Bến Lức. Sân vườn chừa ba xung quanh như thế này, ba mặt thoáng, chừa trước 3 mét. Đây vẫn là cái phần đất của cái căn shop house này, và chừa sau là 2 mét. Nó sẽ đi vào vị trí của mộ Tuyệt. Cái mộ Tuyệt á, thì nghe cái tên nó vẻ nó không được tốt cho lắm. Hiện tại bây giờ là 9:30. Như vậy thì chúng ta mất khoảng 1:15 để di chuyển từ khu vực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh để đến với lại khu vực phía tây của thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác là từ khu vực nút giao An Phú, một trong những cái nút giao thông trọng điểm ở phía đông, để đến với lại một dự án lớn nhất tại khu vực phía tây của thành phố Hồ Chí Minh, đó là Waterpoint. Waterpoint tọa lạc tại tỉnh lộ 830, mặt tiền đường vành đai 4. Có rất là nhiều điều về vị trí dự án này mà Tiến muốn chia sẻ với tất cả anh chị và các bạn. Tuy nhiên thì chúng ta cùng dành ra một chút thời gian để chiêm ngưỡng toàn cảnh Waterpoint cũng như là những hình ảnh miền Tây trong nước nhé. Anh chị và các bạn có thể thấy được quang cảnh của Waterpoint rồi đấy ạ. Ngay bên tay phải chúng ta đây là dòng sông Vàm Cỏ, một trong những dòng sông lớn tại khu vực phía tây của thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài lên đến gần 100 km, bắt nguồn từ khu vực Campuchia. Còn bên tay trái của Tiến đây là toàn bộ khu đô thị Waterpoint, phân khu Riviera. Để nói về Waterpoint thì Tiến muốn chia sẻ rất là nhiều về vị trí dự án này. Ngay bây giờ thì Tiến sẽ chia sẻ những cái hạn chế, gọi là tiềm năng của khu đô thị Waterpoint nhé. Đây là cách mà Tiến xem map các cái khu vực. Vị trí này là thành phố Hồ Chí Minh gần như là trắng xóa, tức là mật độ cư dân tại đây rất là cao, mảng xanh trên map hầu như là không còn, và đã thay thế bằng các cái công trình hạ tầng. Để so sánh rõ hơn thì Tiến lấy vị trí của hai khu đô thị là Waterpoint ở phía tây và Aqua City ở phía đông. Vùng phủ trắng ở phía đông rõ ràng là nhiều hơn so với phía tây, chứng tỏ là mật độ cư dân, hạ tầng tiện ích tại khu vực phía đông của thành phố là cao hơn so với phía tây, nơi mà Waterpoint chúng ta đang tọa lạc. Có rất là nhiều yếu tố liên quan đến hạ tầng này, đầu tư công, văn hóa lịch sử để phát triển, nên là Tiến cũng không chia sẻ sâu hết được với tất cả anh chị và các bạn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có hai góc nhìn. Với góc nhìn tiêu cực thì rõ ràng là khu vực này là khu vực chưa phát triển bằng khu đông, chưa có quá nhiều tiện ích đẳng cấp, dân cư cũng không đông đúc bằng so với lại khu đông của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Nhưng ở cái góc nhìn tích cực hơn thì chúng ta hãy cùng xem qua những cái điểm rất là hay ho của vị trí dự án này đi ạ. Cái yếu tố đầu tiên Tiến vô cùng ấn tượng, cũng như là Tiến tin chắc rằng anh chị và các bạn nào mà khi chúng ta di chuyển từ Sài Gòn hoặc là các cái tỉnh thành lân cận mà đến với lại Waterpoint, chắc chắn là chúng ta sẽ rất là thích cái vị trí này, khi mà toàn bộ Waterpoint được ôm ấp bởi 5,8 km sông Vàm Cỏ xung quanh dự án này. Khi mà chúng ta sống ở thành phố lâu thì những cái không gian sông nước như thế này là cực kỳ quan trọng. Đó là yếu tố đầu tiên. Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ là những cái thông tin được chia sẻ truyền thông về phong thủy của dự án này khi mà nó được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên thì lát nữa chúng ta sẽ được nghe anh Nguyễn Tân Công chia sẻ kỹ hơn về phong thủy của dự án này nhé. Còn Tiến thì Tiến sẽ phân tích kỹ hơn về những cái ưu điểm tiềm năng của khu đô thị Waterpoint so với vị trí tổng quan của Long An. Đầu tiên thì Waterpoint tọa lạc tại Bến Lức. Nếu như mà Tân An được ví như là thủ phủ, nơi mà phát triển những cái trung tâm hành chính của tỉnh Long An, thì Bến Lức nó lại giống như là một cái khu mà phát triển về kinh tế của tỉnh vậy. Ở đây tập trung là 6 khu công nghiệp trên tổng cộng là 29 khu công nghiệp của toàn tỉnh Long An, và là điểm trung chuyển hàng hóa, kho vận của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Anh chị và các bạn nên biết rằng Long An năm 2021 đã thu hút được 3,7 tỷ đô tiền FDI. Riêng trong các khu công nghiệp thì thu hút được 84 dự án, trong đó thì có 35 dự án là nguồn vốn FDI với cái số vốn đăng ký là gần 450 triệu đô và 49 dự án trong nước với cái số vốn gần 12.000 tỷ. PCI 2020 của Long An là đứng thứ 3 cả nước. PCI nó là một cái chỉ số mà đánh giá cái mức độ cạnh tranh của các cái tỉnh thành trong cả nước chúng ta đấy ạ. Tuy nhiên thì đến năm 2021, Long An lại bị tụt xuống vị trí thứ 16. Và ở thời điểm hiện tại, Quảng Ninh, một trong những cái tỉnh mà có tốc độ phát triển tốt nhất cả nước hiện tại thì đang dẫn đầu về chỉ số PCI này. Và đây là yếu tố thứ 3 mà Tiến muốn chia sẻ với tất cả anh chị về cái tiềm năng vị trí của Waterpoint. Đây là vị trí của Waterpoint. Còn đây là cách mà chúng ta kết nối đến hai hạ tầng giao thông hiện hữu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó chính là cao tốc Trung Lương và thứ hai là quốc lộ 1A. Đây là hai hạ tầng giao thông hiện hữu và là quan trọng bậc nhất giúp cho chúng ta kết nối từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực Đông Nam Bộ để đến với đồng bằng sông Cửu Long. Còn đây là cách chúng ta kết nối từ Waterpoint đến hai hạ tầng giao thông hiện hữu trong tương lai. Đó chính là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cùng với đó là tuyến đường Vành Đai 3. Ngoài ra thì trong tương lai với vị trí của khu đô thị Waterpoint còn có hai hạ tầng giao thông cũng rất quan trọng, đó chính là Vành Đai 4 cùng với đó là tuyến Metro Bến Thành - Tân Kiên. Tuy nhiên thì với hai hạ tầng giao thông này, cá nhân Tiến nghĩ nó còn tương lai xa. Chính vì thế mà ở Cine chúng ta chỉ chia sẻ với nhau những góc nhìn gần nhất và thực tế nhất thôi. Yếu tố thứ tư ở vị trí Waterpoint Tiến đánh giá vô cùng quan trọng. Đây là hai vùng động lực kinh tế cấp quốc gia, đó là vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta có thể thấy rõ ràng vị trí của Waterpoint nằm ngay cửa ngõ kết nối. Đây là một cái yếu tố mà cực kỳ thuận lợi giúp cho khu vực này được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng cũng như là thu hút được một lượng lớn các dự án đầu tư từ trong và ngoài nước. Quan trọng hơn là Waterpoint nằm trong quy hoạch đô thị vệ tinh vùng của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các khu đô thị vệ tinh phía đông của thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Đồng Nai đang được chú trọng đầu tư rất lớn thì thị trường bất động sản cũng được hưởng lợi đáng kể thời gian vừa qua. Thì ở phía tây của thành phố Hồ Chí Minh, Long An là khu đô thị vệ tinh quan trọng nhất. Thế nhưng thì giá bất động sản tại đây vẫn đang ở mức thấp so với tất cả những giá trị mà nó có thể mang lại trong tương lai. Thêm một yếu tố đặc thù của Waterpoint đó chính là việc trong tương lai có thể khai thác được giao thông đường thủy. Vị trí của khu đô thị Waterpoint chính là ngã ba trên sông Vàm Cỏ Đông, giúp cho việc kết nối dễ dàng từ Waterpoint đến thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành miền Tây cũng như là có thể kết nối sang khu vực biên giới Campuchia. Đó là toàn bộ những cái thông tin về Waterpoint mà Tiến muốn chia sẻ đến với tất cả anh chị và các bạn. Mỗi nhà đầu tư, những cái khách hàng mua ở cũng vậy, thì chúng ta sẽ có những cái khu vực riêng, những cái khu sản phẩm riêng. Chính vì thế mà Tiến sẽ không đánh giá quá sâu về vị trí dự án Waterpoint nữa, cũng như là tiềm năng của dự án này. Thì Tiến nghĩ rằng là với một chủ đầu tư lớn như Nam Long Group để mà phát triển một khu đô thị có quy mô lên đến hơn 300 hectare như thế này thì chủ đầu tư đã nghiên cứu rất kỹ về tiềm năng khu vực cũng như là những cái động lực tăng trưởng của khu vực này rồi. Chúng ta thường thì đi sau các chủ đầu tư lớn khoảng từ 5 đến 7 năm để mà lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp, thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ những cái khu vực đó. Thêm vào đó thì nếu như anh chị và các bạn chưa biết Nam Long Group là ai thì anh chị và các bạn có thể xem qua những cái video review của Cine. Dự án Mizuki Park chẳng hạn thì Cine cũng có đánh giá khá kỹ về chủ đầu tư Nam Long. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm toàn bộ một vòng Waterpoint sau khoảng thời gian gần 5 năm hình thành và phát triển. Thì hiện tại các cái sản phẩm bàn giao ở đây như thế nào? Hạ tầng tiện ích làm có tốt hay không? Chính xác là 3 năm thôi chứ không 5 năm. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đi toàn bộ các phân khu của Waterpoint nhé. Quan cảnh sông nước thì nó yên bình như vậy đấy anh chị và các bạn. Ngay bên cạnh chúng ta đây là những cái con kênh nhỏ như thế này này, nó sẽ nằm len lỏi tất cả các cái phân khu tại Waterpoint. Với một cái dự án lớn như là Waterpoint thì Tiến nghĩ rằng là anh chị và các bạn chúng ta nếu mà có dành cả ngày để đi đến dự án này thì chúng ta sẽ cũng khá là khó để mà hình dung được toàn cảnh dự án. Thì ngay bây giờ Tiến sẽ chia sẻ đến với tất cả anh chị và các bạn cái cách bố trí các cái phân khu chức năng tại Waterpoint nhé. Waterpoint là một trong những dự án nó có quy mô lên đến 355 hectare và được phát triển theo mô hình là Modern Township,
all in one, tức là một cái khu đô thị mà có đầy đủ tất cả các cái chức năng để mà phục vụ cho tất cả các cái nhu cầu của cư dân. Ở đây thì được phân bổ làm 5 phân khu chức năng, bao gồm là phân khu Southgate, Central Park, Riviera, Aquaria và The Marina. Với phân khu Southgate thì đây là phân khu nằm trải dài trên mặt tiền đường vành đai 4, tỉnh lộ 830. Southgate chính là cái cánh cổng, cái lối dẫn vào Waterpoint. Tại đây thì tập trung những cái tiện ích liên kết vùng như là hệ thống bến xe, trạm xe bus, cùng với đó thì là những cái tổ hợp mà thương mại dịch vụ, những cái trung tâm thương mại, quảng trường này, bệnh viện, trường học liên cấp cũng như là các trường đại học thì nó sẽ tập trung ở đây. Và đặc biệt ở đây thì sẽ có cái dòng sản phẩm căn hộ eHome. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm căn hộ mà tạo nên được cái thương hiệu của Nam Long Group. Tiếp theo là phân khu Riviera. Đây là một cái dải đất kéo dài nằm tiếp giáp với lại sông Vàm Cỏ Đông. Điểm mạnh của phân khu này là nằm ở vị trí trải dài dọc theo con sông Vàm Cỏ Đông, mà theo quan điểm của dân gian thì thường mang lại được cái sự thịnh vượng và sung túc. Ngoài ra thì phân khu Riviera cũng sở hữu cho mình là hai bến du thuyền riêng. Đây cũng là một trong những cái điểm mạnh của phân khu này. Tiếp theo là phân khu Aquaria. Thì cùng với Riviera thì Aquaria cũng là một trong những cái phân khu với các cái dòng sản phẩm chủ lực của Waterpoint như là nhà phố vườn, shophouse, biệt thự và dinh thự. Đặc biệt thì những cái dãy shophouse tân cổ điển hướng ra bến du thuyền nó tạo được cái điểm nhấn của phân khu này. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm những cái căn shophouse này nhé. Còn đây là vị trí của phân khu The Marina. Phân khu này thì được bao quanh bởi những cái con kênh uốn lượn. Điểm nhấn của phân khu này chính là việc sở hữu cái vịnh nước ngọt 8,6 hectare. Đây sẽ là nơi mà tập trung các cái dòng sản phẩm cao cấp nhất của Waterpoint với đầy đủ các cái hệ thống tiện ích 5 sao. Cùng với đó là những cái dòng sản phẩm sang trọng hướng tới những cái phân khúc khách hàng thượng lưu và cao cấp hơn. Đây là phân khu mà ở thời điểm hiện tại thì chưa có được triển khai tại Waterpoint. Và phân khu cuối cùng là phân khu trung tâm của Waterpoint là Central Park. Có thể nói phân khu này như là lá phổi xanh của Waterpoint vậy. Khi mà tại Central Park thì có một hệ thống công viên rộng đến 25 hectare, công viên lớn nhất của Waterpoint. Cùng với đó là hàng loạt các cái tiện ích của Waterpoint sẽ tập trung tại đây. Đó là khu vực hồ bơi Olympic này, sân bóng đá, sân tennis hay là phòng gym. Tất cả những cái tiện ích lớn thì hầu như là tập trung tại phân khu Central Park này. Và theo quy hoạch thì Central Park cũng là nơi tọa lạc của hầu như tất cả các cái dòng sản phẩm căn hộ, dòng Flora cũng như là biệt thự sinh thái Valora của Waterpoint. Đó là toàn bộ tất cả các cái phân khu chức năng tại Waterpoint. Mặc dù vậy thì cái điểm mạnh lớn nhất của Waterpoint theo như cá nhân Tiến đánh giá nó đến từ việc quy hoạch hạ tầng. Đây có lẽ là một trong những cái dự án mà được quy hoạch tốt nhất của Nam Long từ trước đến giờ. Ở dự án này thì Nam Long cộng tác với rất nhiều các cái đơn vị tư vấn và thiết kế của nước ngoài, có thể kể đến như là quy hoạch tổng thể CM Conybeare Morrison. Đây là một trong những cái nhà thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới mà đến từ Úc, với hơn 40 năm kinh nghiệm phát triển những cái khu đô thị nổi tiếng như là Kensington, Wentworth Point của Úc hay là Manchester của Anh. Hạ tầng của Waterpoint thì được tư vấn bởi Royal Harkoning DXV của Úc. Đây là một trong những cái tập đoàn tư vấn kỹ thuật toàn cầu có kinh nghiệm 35 năm làm việc tại thị trường Việt Nam rồi. Công ty này thì được giao thực hiện những cái công trình trọng điểm quốc gia, có thể kể đến như là sân bay Đà Nẵng, dự án tuyến metro số 5 hay là dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Về cơ bản thì hạ tầng của Waterpoint đã hoàn thiện được khoảng 70%. Ngoài ra thì Waterpoint cũng được thiết kế bởi Lasco của Nhật Bản. Đây là đơn vị đi đầu trong cái phương án thiết kế có phong cách Nhật với cái tinh thần Nhật và chất lượng Nhật, nhưng mà vẫn giữ gìn và phát triển được những cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Dự án tiêu biểu mà đơn vị này đã phát triển như là Mizuki Park này, là Queen Pearl hay là V-Ship Hải Phòng. Việc kết hợp với rất là nhiều những cái đối tác uy tín của nước ngoài như vậy đã tạo nên một Waterpoint có một cái hệ thống hạ tầng hoàn thiện nhất trong các dự án của Nam Long phát triển từ trước đến nay. Và Tiến thấy rằng là Waterpoint là một trong những dự án mà Nam Long đặt rất là nhiều tâm huyết tại đây. Mặc dù vậy thì các cái tiện ích lớn tại Waterpoint như là trường học này, bệnh viện hay là trung tâm thương mại theo những cái quỹ đất quy hoạch của dự án thì chưa có được triển khai, nên Tiến cũng chưa đánh giá được chi tiết rằng là chất lượng tiện ích của Waterpoint nó thực sự là tốt đến đâu. Mặc dù vậy thì các cái tiện ích để phục vụ cho nhu cầu cơ bản của cư dân tại Waterpoint như là hồ bơi này, sân tennis hay là phòng tập gym, những cái công viên thì hiện tại đều đã có để phục vụ cho nhu cầu của cư dân rồi. Nếu như mà anh chị và các bạn đi nhiều các cái dự án của Nam Long thì chúng ta đều biết cái cách phát triển sản phẩm của Nam Long nó không như những cái chủ đầu tư khác.
ở Waterpoint Tiến thấy cái thời gian xây dựng như vậy để mà phát triển khu đô thị này là nhanh rồi đấy ạ. Nếu như mà chúng ta đi Mizuki Park, một cái khu đô thị chỉ có 26 hectare thôi, thì Nam Long phát triển đến 5 năm. Hiện tại thì tiến độ mới chỉ được khoảng tầm 70% thôi. Còn Waterpoint là một khu đô thị đến 355 hectare. Mà ở thời điểm này, Nam Long làm như vậy là Tiến thấy tốc độ phát triển khá tốt. Thêm vào đó thì việc phát triển các cái dự án của Nam Long luôn đi theo hướng là phát triển các cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của cư dân, sau đó đưa cư dân về đây sinh sống và làm việc, tạo một cái sự sống cho cái khu đô thị khác hẳn so với lại các cái chiến lược phát triển khác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe qua những cái đánh giá của chuyên gia phong thủy Sydney về phong thủy của toàn bộ khu đô thị Waterpoint để anh chị và các bạn có những cái thông tin đa chiều nhất khi mà lựa chọn những cái loại hình sản phẩm tại đây nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong ngày hôm nay thì Công sẽ chia sẻ với mọi người nhận định của Công về phong thủy của khu vực Waterpoint Long An. Thì nghe cái tên là Water thì có nghĩa là nước, nên ở đây thì khu vực của chúng ta được bao quanh bởi những cái dòng nước. Bởi vì vậy, vị trí cũng như là những cái dòng chảy xung quanh Waterpoint nó đóng vai trò rất là lớn trong phong thủy. Chúng ta thấy có một cái dòng nước chảy đến tại hướng Tý, hay còn gọi là hướng Đế Vượng trong phong thủy của khu vực Waterpoint. Thì Đế Vượng trong phong thủy nó được xem như là một trạng thái rất là cao. Thì điều này cho thấy rằng nếu chúng ta sinh sống trong khu vực này thì mình sẽ có thể đạt được những cái thành tựu cũng như những cái thành quả trong công việc cũng như là trong cuộc sống của mình. Và thứ hai là những cái dòng nước thoát đi, thì những dòng nước thoát đi này nó sẽ đi vào vị trí của mộ tuyệt. Thì mộ tuyệt thì nghe cái tên nó có vẻ nó không được tốt cho lắm, nhưng mà bởi vì đây là những cái dòng nước đi, nên nếu chúng ta sinh sống trong khu vực này thì những cái bế tắc cũng như những cái năng lượng xấu nó sẽ được thoát đi khỏi những cái cuộc sống của chúng ta. Nên nếu chúng ta mà chẳng may bị một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống hay là công việc thì mọi thứ nó sẽ có thể được qua một cách rất là nhanh chóng. Thì đây là một điểm rất là tốt đối với khu vực toàn bộ khu Waterpoint. Và điểm thứ hai là chúng ta nói về vị trí của cổng, thì cổng của dự án này được nằm tại vị trí của Hương Môn. Hương Môn nó tốt cho việc nghỉ dưỡng, nên đây có thể xem như là một cái thiên đường nghỉ dưỡng. Thì điều này nó cũng thực sự nó đúng với những cái sự bố trí cũng như là mục đích ban đầu của chủ đầu tư. Nên nếu mọi người hy vọng kiếm một nơi nào đó để có thể nghỉ dưỡng thì đây là một cái khu vực tuyệt vời dành cho mọi người. Và điểm hạn chế ở đây là gì? Chính là khu vực ở hướng Tây Nam. Thì khu vực Tây Nam này thì cá nhân Công đánh giá nó không được tốt cho lắm. Thứ nhất là bởi vì những cái nguồn sinh khí hay là những nguồn năng lượng ở đây nó khá là bất ổn, và có nhiều những cái nguồn sát khí mạnh nó đâm vào vị trí của chúng ta. Thì điều này được xác nhận được thông qua những cái dòng nước bên ngoài. Thì những dòng nước này nó có sự uốn khúc một cách khá là gấp. Thì những cái sự uốn khúc mà nó gấp như vậy nó được xem như là những nguồn sát khí cho với một khu vực nào đó. Thì điều này cũng được xác nhận thông qua bản kiểm rồng giáp. Thông qua vị trí của hướng Tây Nam, chúng ta thấy xuất hiện của Bạch Hổ và Nhâm đại diện cho những nguồn sát khí đến từ dòng nước của chúng ta. Và cuối cùng, nói về sự phân bố năng lượng, thì phân bố năng lượng này thì Công sẽ chia nó ra làm 8 hướng khác nhau, và mỗi hướng nó sẽ có một cái đặc tính riêng. Đầu tiên là chúng ta nói về khu vực ở hướng Nam. Khu vực hướng Nam này nó tốt cho những cái mối quan hệ, cũng như mà là bị vấn đề là chúng ta sẽ dễ chần chừ khi chúng ta ra một quyết định nào đó. Và thứ hai là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam tốt cho những người làm bất động sản hoặc là những công việc đòi hỏi sự lan tỏa về thương hiệu cũng như là hình ảnh của chúng ta. Và thứ ba là khu vực ở hướng Tây. Khu vực hướng Tây này nếu chúng ta sinh sống thì rất là dễ bị tranh cãi cũng như những bế tắc trong cuộc sống. Và thứ tư là khu vực ở hướng Tây Bắc. Khu vực Tây Bắc này tốt cho những người quản lý, nhưng mà nó sẽ dễ khiến chúng ta bị stress, mệt mỏi khi chúng ta làm việc. Và thứ năm là khu vực ở hướng Bắc. Thì khu vực hướng Bắc này nó tốt trong việc tạo ra được những cái cơ hội trong công việc cũng như là thăng tiến trong những cái việc mà chúng ta đang làm. Nhưng mà điểm hạn chế là gì? Chúng ta rất dễ bị đụng độ khi mà nói chuyện với người khác, nên mình cần phải biết cách để có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Và thứ sáu là vị trí ở hướng Đông Bắc. Ở hướng Đông Bắc này nó tốt cho việc nghỉ dưỡng và cũng như được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Và một điểm tốt khác nữa là gì? Chúng ta có thể có một cái sức mạnh về tài chính cũng như tạo ra dòng tiền được tốt hơn. Và thứ bảy là vị trí ở hướng Đông. Hướng Đông này phù hợp đối với những người làm kinh doanh. Và nếu mọi người đang theo đuổi về mặt tâm linh thì đây cũng là một khu vực tuyệt vời nhất dành cho mọi người. Và cuối cùng là khu vực ở hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam này tốt cho những người quan tâm về phát triển bản thân và gia tăng về khả năng tăng giáo dục của mình cũng như là con cái của mình. Và nó còn tốt cho việc là bán hàng nếu mọi người đang bán một mặt hàng nào đó cho những người khác. Thì đó là chia sẻ của Công về phong thủy của khu Waterpoint Long An.
khi mà đến cái không gian này thì Tiến muốn chia sẻ thêm với tất cả anh chị một chút về Waterboy, những cái thông tin mà có thể là Tiến khi nãy đã bỏ sót nó. Ở Waterboy thì tất cả chúng ta chắc chắn là khi đến đây sẽ cảm nhận được cái không gian nó vô cùng là nhẹ nhàng, yên bình và nó thoải mái lắm. Ở đây thì Waterboy có thể là một cái dự án mà khi mà Tiến đi trải nghiệm thì Tiến thấy là nó có cái không gian xanh cực kỳ nhiều. Anh chị đến đây sẽ cảm nhận rõ ràng cái việc đó thôi. Với cái quy mô của Waterboy, 6 hệ công viên lớn. Đầu tiên đó là công viên trung tâm như là cái lá phổi xanh của Waterboy vậy. Công viên này có quy mô 25 hectare. Mặc dù mới chỉ làm được 40% thôi. Tuy nhiên thì anh chị và các bạn có thể xem qua những cái hình ảnh đấy ở trên màn hình đây. Thấy được cái sự chỉnh chu và đầu tư rất tốt của Nam Long. Ngoài ra thì ở đây còn có các cái hệ công viên khác như là công viên ven sông với quy mô 29 hectare, trải dọc 5,8 km đường ven sông. Thêm vào đó là những cái công viên ven vịnh nước ngọt 9,6 hectare. Ở đó thì được bố trí những cái khu công viên với quy mô lên đến 8,6 hectare. Cùng với đó là những cái công viên ven kênh như khi nãy mà Tiến đã chia sẻ với tất cả anh chị và các bạn. 8 km những cái công viên ven kênh chạy dọc như vậy ở xung quanh Waterboy. Đây là những cái công viên chủ đề như thế này nằm rải rác ở tất cả các cái phân khu tại Waterboy. Ở trong nhà chúng ta cũng được bố trí những cái khoảng không gian sân vườn mà ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan những cái sản phẩm đó. Ở Waterboy như Tiến đã chia sẻ với tất cả anh chị và các bạn ngay từ đầu video, ở đây thì có loại hình căn hộ nữa. Tuy nhiên thì chiến lược phát triển sản phẩm của Nam Long theo như Tiến nghĩ thì họ phát triển sản phẩm thấp tầng trước để mà thu hút được những cái nhà đầu tư cũng như là những cái khách hàng có nhu cầu ở thực về đây sinh sống trước. Vì nếu như phát triển các cái loại hình căn hộ với cái khung giá từ 1 tỷ rưỡi đến 3 tỷ chẳng hạn thì Tiến nghĩ là cái lượng cầu với cái dòng sản phẩm đó ở đây sẽ không cao. Và chính vì thế mà khi mà phát triển những cái loại hình như vậy thì cư dân sẽ chưa có về đây đông đúc. Thay vào đó thì họ phát triển e-home S, một cái dòng sản phẩm có giá thành thấp hơn để kéo dân về đây trước. Và cùng với đó là bán ra những cái dòng sản phẩm thấp tầng. Anh chị và các bạn có biết rằng là ở Waterboy đến 98% những cái sản phẩm thấp tầng bán ra hầu như đã được tiêu thụ hết. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một trong những cái sản phẩm đó đầu tiên, đó chính là dòng sản phẩm nhà phố. Anh chị và các bạn có thể thấy là đường xá tại Waterboy đây. Tất cả những cái sản phẩm tại Waterboy thì nó sẽ có những cái trục đường như thế này, từ 12 đến 16 mét, được quy hoạch rất là bài bản và chỉnh chu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để mà tham quan một cái căn nhà phố thực tế nhé. Đây là một cái mẫu nhà phố điển hình của Waterboy. Những cái căn này thì nó có diện tích là 6 x 15, tổng diện tích là khoảng 90 mét vuông. Loại cơ bản thì nó có 441 căn, thiết kế một trệt một lầu. Tổng diện tích sàn xây dựng thì khoảng 105 m2. Còn dòng nâng cấp thì có 240 căn được chào bán ra thị trường với cái thiết kế một trệt hai lầu. Tổng diện tích sàn xây dựng 165 m2. Tất cả các sản phẩm nhà phố của Waterboy thì đều được xây dựng chừa sân trước 3 m và sân sau 2 m. Khu vực sân trước thì anh chị và các bạn có thể bố trí một cái chỗ để xe và một cái công viên tiểu cảnh như thế này, như không gian nhà mẫu. Và khu vực sân sau thì chúng ta có thể là thiết kế những cái khu vực sân phơi. Chiều dài cơ sở của những cái căn nhà phố ở đây thì chỉ khoảng là 10 mét thôi. Anh chị và các bạn có thể tham khảo qua những cái mẫu thiết kế của các căn nhà phố này
đã được chủ đầu tư bố trí thiết kế thử để cho anh chị và các bạn dễ dàng hình dung các không gian của các căn nhà phố này. Loại hình nhà phố 1 trệt 2 lầu thì sẽ có giá bán sang nhượng ở thời điểm này là khoảng 4,2 tỷ. Giá gốc chủ đầu tư thì nó dao động khoảng 3,4 tỷ. Tỷ suất sinh lời của loại hình sản phẩm này nó khoảng 27%. Còn lại là loại hình 1 trệt 1 lầu, sản phẩm mà chúng ta đang có mặt tại đây. Giá chủ đầu tư ở thời điểm mở bán chỉ khoảng 2,5 tỷ thôi. Kể cả những cái căn bìa đẹp như thế này thì giá cũng chỉ khoảng 2,5 tỷ thôi. Còn giá giao dịch ở thời điểm hiện tại là khoảng 3 tỷ 6. Căn bìa đẹp như thế này thì giá đang giao dịch là trên 4 tỷ. Tỷ suất sinh lời của loại hình sản phẩm này là khoảng 44%. Khả năng hấp thụ và lợi nhuận của dòng sản phẩm nhà phố 1 trệt 1 lầu là khá tốt. Sản phẩm nhà phố 1 trệt 2 lầu mặc dù là ở cái thời điểm chúng ta mua thì có thể là mình định hình đó là một trong những cái sản phẩm mà có số lượng khan hiếm, thì mình kỳ vọng là cái khả năng tăng giá của nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì dòng sản phẩm nhà phố 1 trệt 1 lầu tại Waterboy mới là cái dòng sản phẩm mà được tiêu thụ nhiều nhất và cái tỷ suất sinh lời cao hơn so với dòng nhà phố 1 trệt 2 lầu. Mặc dù vậy thì tiến đánh giá về công năng của các cái sản phẩm nhà phố 1 trệt 2 lầu nó sẽ cao hơn vì cái diện tích sử dụng lớn hơn. Sau này thì khi mà anh chị và các bạn chúng ta có gia đình, có con cái, gia đình nhiều thế hệ thì khi mà ở những cái căn nhà nó có diện tích nhỏ về xây dựng quá thì nó cũng sẽ không phù hợp. Ngoài ra thì ở Waterboy như Tiến đã có chia sẻ với anh chị và các bạn, nó sẽ có thêm cái dòng sản phẩm shop house thương mại nữa. Mà về shop house thương mại ở đây thì nó có hai dòng sản phẩm. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển để mà tìm hiểu về hai cái loại hình sản phẩm shop house tại khu đô thị Waterboy nhé. Như Tiến vừa chia sẻ với anh chị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta đang có mặt tại một cái dãy shop house của Waterboy. Các loại hình shop house tại Waterboy cũng khá là đa dạng với hai cái mẫu thiết kế chính là thiết kế theo phong cách của Nhật Bản và một cái mẫu shop house thì được thiết kế theo phong cách tân cổ điển ở bên phân khu Aquaria. Lát nữa thì Tiến sẽ đưa anh chị và các bạn chúng ta đi qua đó để mà Tiến chia sẻ kỹ về cái phân khu đó. Còn đây là một trong những cái thiết mẫu thiết kế điển hình theo phong cách Nhật Bản. Căn này thì được thiết kế một trệt, một lửng và hai lầu ở những cái trục đường lớn. Đa phần thì các cái căn shop house nó sẽ được phát triển tại những cái trục đường lớn và ở Waterboy cũng vậy thôi. Nó được phát triển ở những cái trục đường 16m, 22m và 36m. Ở các cái phân khu Aqua cũng như là Riviera đều có. Ở đây thì diện tích nó ngang nó khoảng 6m và sâu vô 17m. Xây dựng thì chừa trước 3m như thế này. Đây vẫn là cái phần đất của cái căn shop house này và chừa sau là 2m. Bây giờ Tiến sẽ đưa anh chị và các bạn chúng ta tham quan thử một cái căn nhà thô ở đây xem nó như thế nào nhé. Đây, bàn giao thì nó sẽ bàn giao thô như thế này. Về cái mẫu thiết kế một trệt, một lửng và hai lầu này thì ở phân khu Riviera nó trục 36m thì có 62 căn. Phân khu Aqua trục 22m view vịnh du thuyền thì nó có 26 căn. Cùng với đó thì trục 16m có 62 căn. Loại hình shop house này ở Waterboy thì hiện tại là đã bán hết rồi. Và những cái khách hàng đầu tư ở giai đoạn đầu những cái căn shop house này thì tỷ suất sinh lời nó khoảng từ 30 đến 35%. Giá chủ đầu tư mở bán những căn shop house này thì dao động từ khung 5 tỷ đến 5 tỷ 2. Còn giá sang nhượng ở thời điểm hiện tại thì trên dưới 7 tỷ cho một cái tỷ suất sinh lời từ 30 đến 35%. Ngoài ra shop house kiểu Nhật này còn có một mẫu thiết kế một trệt, một lửng và một lầu nằm tại trục đường 22m phân khu Riviera để chúng ta đi thẳng ra khu vực bến du thuyền. Đó là tất cả những cái thông tin về những cái căn shop house thiết kế theo phong cách Nhật Bản này. Với cá nhân Tiến thì Tiến cũng không có ấn tượng lắm về cái mẫu thiết kế này đâu. Anh chị biết sao không? Tại vì nó bị cái tông màu này nó bị tệp chung với lại cái màu nhà, thành ra nó không có cái điểm nhấn, không có sự phân biệt giữa các căn shop house gì cả. Mặc dù vậy thì cái trục đường 36m này là một trong những cái trục đường khá là tiềm năng trong tương lai khi mà có những cái dãy căn hộ mọc trải dọc công viên tại Waterboy. Nó khiến cho giá trị của phân khu này trong tương lai thì Tiến đánh giá cũng khá là cao. Tuy nhiên thì ngay bây giờ Tiến sẽ đưa anh chị và các bạn sang một cái phân khu nó được thiết kế theo phong cách tân cổ điển nằm ở bên Aquaria, thì anh chị sẽ hình dung được là khi mà một cái căn shop house nó có điểm nhấn thì nhìn vô nó sẽ khác so với những cái căn thiết kế nó bị tệp màu như thế này nhá. Ok, đi sang bên đó đi.
Và đây là cái dãy shop house thiết kế theo phong cách tân cổ điển mà Tiến vừa chia sẻ với tất cả anh chị và các bạn. Cái mẫu shop house này thì nằm trải dọc trên trục đường 22m của phân khu Aqua. Ở đây thì nó chỉ có 102 căn shop house như thế này thôi. Về diện tích thì cũng là những cái mẫu diện tích 6x17, nhưng mà thiết kế ở đây thì lại khác hoàn toàn so với lại cái mẫu shop house kiểu Nhật mà Tiến vừa chia sẻ với tất cả anh chị và các bạn. Thiết kế ở đây thì nó chừa trước 2m như thế này, hết khu vực mái che này. Còn ở trong này thì xây dựng rất là hay, chỉ xây dựng 9m thôi và chừa sau này là 5m4. Những cái căn shop house này thì nó có hai mặt tiền. Chúng ta có thể kinh doanh hai mặt tiền, hoặc là gia đình chúng ta có nhu cầu là có thể sử dụng cái phần phía sau này để mà ở. Còn kinh doanh thì hoàn toàn có thể kinh doanh mặt trước. Chỗ này phải để được hai chiếc xe ô tô lớn. Tổng diện tích của cái căn này là 256m2. Anh chị nhìn dưới này thì nhà thô của cái căn này nó giao thì phần cầu thang này nó khá là phức tạp, nhìn rất là nhiều cầu thang. Nên là nếu như mà chúng ta không có nhu cầu thì chúng ta có thể đập bỏ đi những cái phần cầu thang này. Tiến thì Tiến khá là ấn tượng với cái mẫu shop house này nên Tiến sẽ chia sẻ kỹ hơn với tất cả anh chị và các bạn. Cái tầng này là tầng lửng. Ở đây thì bàn giao thô thôi, cũng giống như là những cái sản phẩm khác. Chừa ban công để chúng ta có thể view ra những cái con kênh như thế này. Hai tầng ở phía trên nữa, nó cũng sẽ giao thô. Thì Tuấn quay chia sẻ với lại tất cả anh chị và các bạn nhé. Đó là tổng quan cái thông tin về cái căn shop house thiết kế theo phong cách tân cổ điển này mà Tiến vừa chia sẻ với tất cả anh chị và các bạn rồi đó. Thì với cá nhân Tiến thì Tiến có chia sẻ là Tiến ấn tượng về cái mẫu thiết kế này hơn. Thứ nhất là ở thiết kế bên ngoài thì nó có cái điểm nhấn hơn so với lại những cái căn mà thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Về cái tông màu cũng như là về thiết kế phía bên trong cũng vậy, nó có cái sự khác biệt. Ở cái căn shop house này thì đánh giá cao nó vì cái việc mà nó có thể tận dụng được khai thác hai mặt tiền. Mặt tiền thứ nhất thì nam long xây chừa ra 2m5 thì chúng ta có thể kinh doanh ở trước đó, và ấn tượng hơn là khu vực phía sau này chừa ra khoảng tầm 5m5 thì chỉ xây dựng tầng trệt chỉ xây dựng khoảng tầm 9m thôi. Ở thời điểm này thì chúng ta có thể tận dụng hai công năng, một là chúng ta kinh doanh luôn ở khu vực phía sau đó, tại vì phía sau đây là một khu vực mặt tiền đường, căn này là hai mặt tiền. Hai là chúng ta có thể là nếu gia đình chúng ta có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh thì khu vực đó chúng ta có thể dùng để xe, gara để xe thì nó rất là tiện lợi. Đó là những cái chia sẻ của Tiến về cái mẫu shop house này. Thì nếu mà anh chị các bạn có dịp mà chúng ta xuống đây thì chúng ta hãy ghé thăm những cái căn shop house này để mà anh chị và các bạn có thể cảm nhận và đánh giá kỹ hơn. Còn bây giờ thì Tiến sẽ đưa anh chị và các bạn chúng ta đi tham quan những cái mẫu biệt thự cũng như là dinh thự tại Waterfall nhé. Chúng ta đi tham quan một cái dòng sản phẩm có thể nói là được yêu thích nhất tại Waterboy. Đây cũng là cái dòng sản phẩm mà có cái tỷ suất sinh lời cao nhất, đó chính là những cái dòng sản phẩm biệt thự song lập. Đây là một cái căn biệt thự song lập điển hình của Waterboy. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong đó để cùng nhau trải nghiệm cái không gian bên trong này nhé. Những cái căn biệt thự này thì được thiết kế ngang 10 và sâu vô 15, tổng diện tích đất là khoảng 150m2. Tuy nhiên thì được xây dựng tổng diện tích xây dựng chỉ có 145m2 thôi, tương đương là diện tích xây dựng mặt sàn nó chỉ khoảng chiếm 50% và chừa 50% diện tích đất. Biệt thự song lập thì nó sẽ có 3 mặt thoáng. Đây là những cái căn mà thực tế đã bàn giao rồi. Thì thường Cindy review bất kỳ sản phẩm nào, Cindy sẽ chia sẻ những cái sản phẩm thô và thực tế. Với cái căn biệt thự song lập này thì anh chị và các bạn có thể thấy là thiết kế thô đã chừa sẵn cho chúng ta một cái khu vực gara để xe. Sân vườn chừa 3 xung quanh như thế này, 3 mặt thoáng, chừa trước 3m, chừa sau 2m và bên hông này là 2m. Tổng diện tích xây dựng chỉ có 145m2 thôi. Chính vì thế là đây là những cái dòng sản phẩm mà được yêu thích nhất tại Waterboy. Với cái khung giá thời điểm mở bán dao động từ 4 tỷ đến 4 tỷ rưỡi thì ở thời điểm này những cái căn biệt thự song lập như thế này thì giá đang giao dịch là khung từ 6 tỷ. Những khách hàng đầu tư ở giai đoạn đầu tỷ suất sinh lời lên đến gần 60% với cái số vốn bỏ ra. Đây, bàn giao thì những cái căn này đều được bàn giao thô thôi.
bàn giao thô thì nó chỉ có như thế này thôi. Như căn này, những cái căn song lập anh chị có thể thấy là cái ban công rất rộng. Nếu như mà chúng ta chọn được những cái căn mà view tốt ấy, thì sau khi mà hình thành thì nó sẽ được những cái không gian như thế này, đẹp tuyệt vời. Căn này thì căn bìa nữa. Về cái căn biệt thự song lập này, với Tiến thì cái ấn tượng lớn nhất đó chính là cái khoảng không gian sân vườn ấy, nó chừa cho mình 3 mặt thoáng. Anh chị và các bạn có thể tham khảo cái mẫu thiết kế sân vườn của chủ đầu tư đã làm cho cái căn biệt thự song lập này đó. Ngoài ra không gian ở phía bên trong thì chúng ta có thể thiết kế được từ 3 đến 4 phòng ngủ. Đó, một số cái căn nhà ở đây đang hoàn thiện nên là anh chị có thể nghe thấy những cái tiếng máy móc thi công. Một yếu tố nữa mà khiến cho Tiến đánh giá rằng là song lập là cái dòng sản phẩm mà ở Waterpoint tiêu thụ tốt nhất. Vì với cái đơn giá nó chỉ rơi vào khoảng tầm từ 6 tỷ cho một căn như thế này. Thì nó là một cái mức giá mà rất nhiều gia đình ở Việt Nam chúng ta ở thời điểm này có thể chạm đến được. Và đó cũng là một phần cái lý do mà những cái căn nhà phố một trệt hai lầu với cái số lượng khan hiếm thì nó lại có cái tính thanh khoản không cao bằng những cái dòng sản phẩm song lập như thế này. Vì nếu như mà anh chị và các bạn đến với Waterpoint thì Tiến nghĩ rằng là thường anh chị sẽ cố gắng để mà đẩy cái dòng tiền của mình lên cao một chút để mà mua được những cái dòng sản phẩm song lập như thế này thì nó đẹp hơn so với những căn nhà phố. Với những căn đó thì mức giá tương đương nó cũng khoảng tầm trên 4 tỷ rồi. Thì cố gắng thêm một chút là chúng ta có thể sở hữu được một căn biệt thự song lập mà đẹp như thế này. Ngoài ra thì ở Waterpoint còn có loại hình biệt thự đơn lập nữa. Về cơ bản thì thiết kế của biệt thự đơn lập nó cũng một trệt một lầu như thế này. Khá là giống những căn song lập. Và nó chỉ khác là nó chừa được thêm một cái mặt thoáng phía bên hông này nữa là 4 mặt thoáng thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tham quan một cái loại hình sản phẩm với cái số lượng không nhiều tại Waterpoint, đó chính là những cái căn dinh thự với cái diện tích từ 300 cho đến gần 1.000 mét vuông cho những cái căn dinh thự ven sông như vậy. Thì Tiến sẽ chia sẻ đến với anh chị và các bạn để chúng ta có thêm góc nhìn tham khảo những cái dòng sản phẩm tại Waterpoint nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang phân khu dinh thự. Đang đưa anh chị và các bạn đi tham quan những cái căn dinh thự tại Waterpoint. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà có số lượng cũng khá là khan hiếm tại khu đô thị này. Dinh thự tại Waterpoint thì được thiết kế với hai cái mẫu chính là những cái căn dinh thự thiết kế với cái mẫu mái bằng như thế này theo phong cách hiện đại. Còn đây là những cái căn dinh thự mà được thiết kế theo phong cách mái dốc. Ở đây thì cái căn này chúng ta đi vô tham quan thì nó chỉ có diện tích đất là 460m thôi. Ở Waterpoint có những cái căn diện tích đất lớn hơn. Như cái căn này điển hình khoảng 460m² đất, xây dựng thì 350m một trệt một lầu thôi. Đây, vô trong để anh chị và các bạn dễ dàng hình dung nhé. Ở trên này là mái đúc luôn á. Cái điểm nhấn của cái căn dinh thự giao thô này là cái khu vực cầu thang uốn. Đa phần các cái sản phẩm tại Waterpoint bàn giao thô là cầu thang nghỉ. Còn đây thì cũng để chừa sẵn khu vực làm thang máy đấy ạ. Thế bây giờ chúng ta đi ra khu vực phía sau này, đây Tiến ấn tượng cái khoảng không gian sân vườn phía sau này lắm. Dinh thự thì được bàn giao bốn xung quanh sân vườn như thế này. Khu vực này chúng ta có thể làm một cái hồ bơi để mà vui chơi giải trí cuối tuần cho gia đình. Một cái căn dinh thự như thế này giá khoảng chủ đầu tư ở thời điểm mở bán đầu tiên là 19 tỷ. Còn ở thời điểm này thì đang giao dịch ở khung từ 25 tỷ. Dinh thự thì nó không phải là cái dòng sản phẩm dành cho đại đa số đông nên là Cine cũng sẽ không có chia sẻ quá sâu. Anh chị và các bạn nào mà chúng ta thích thì chúng ta có thể đến tham quan trực tiếp tại Waterpoint nhé. Như vậy là gần như sau một ngày, Tiến đã chia sẻ toàn bộ những cái thông tin về Waterpoint đến với tất cả anh chị và các bạn. Nhìn quanh thì vẫn ấn tượng nhất với Waterpoint, với mảng xanh. Đi đâu cũng có mảng xanh cả, đó là cái điều mà chắc chắn là không chỉ cá nhân Tiến đâu, mà anh chị và các bạn chúng ta đến với Waterpoint sẽ cảm nhận được như vậy thôi. Về sản phẩm của Waterpoint thì với cá nhân Tiến thì Tiến đánh giá cao hai cái dòng sản phẩm nhà ở, đó là những cái căn nhà phố thương mại một trệt một lầu. Cùng với đó là những cái căn biệt thự song lập. Thì Tiến nghĩ đây là hai cái dòng sản phẩm mà nó sẽ có cái sức thanh khoản tốt trong thị trường.
Chỉ cần là Waterboy tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới thì hai cái dòng sản phẩm này sẽ là hai cái dòng sản phẩm chủ lực có cái tính thanh khoản cao. Thêm vào đó thì Tiến cũng ấn tượng với những cái căn nhà phố thương mại shophouse ấy, thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Về công năng của những cái dãy shophouse này nè, thiết kế Tiến đánh giá cao lắm. Hai mặt tiền, một mặt tiền đường và một mặt tiền view kênh, thì đây là cái dòng sản phẩm mà trong tương lai Tiến nghĩ là khai thác thương mại tốt, và nếu như mà sang nhượng tính thanh khoản cũng sẽ dễ dàng hơn so với những cái căn shophouse kiểu Nhật. Đó là đánh giá cá nhân thôi ạ. Còn về chất lượng tiện ích thì Tiến cũng cảm giác rằng là không có cái gì để chê ở Waterboy cả. Ở đây thì cũng vừa khai trương những cái khu vực nhà hàng này, những cái công viên cũng rất là đầy đủ. Nhiệm vụ lớn nhất của Waterboy bây giờ theo cá nhân Tiến thì phải làm sao kéo được nhiều nhất những cái cư dân về đây sinh sống để mà tạo nên một cái sức sống của khu đô thị. Ở thời điểm hiện tại thì đúng là thực sự Waterboy không quá đông. Tuy nhiên là anh chị và các bạn phải hình dung là Waterboy mới giao nhà được 2 năm thôi. 2 năm để mà kéo được 20% lượng cư dân về đây hoàn thiện các cái căn nhà thì đây là một trong những cái điều mà không phải là dễ dàng đối với một khu đô thị lớn đâu ạ. Nếu như anh chị và các bạn đi nhiều các khu đô thị thì thường là sau khi giao nhà 4 đến 5 năm cũng chưa có quá nhiều cư dân về để sinh sống đâu. Nhất là Waterboy lại ở một cái vị trí cũng tương đối là không phải gần so với trung tâm của thành phố. Nhưng mà với cái không gian như thế này thì Tiến nghĩ là trong tương lai Waterboy chắc chắn sẽ đông đúc thôi. Còn anh chị và các bạn cảm nhận như thế nào về khu đô thị Waterboy, cũng như là chúng ta ấn tượng với cái dòng sản phẩm nào nhất tại khu đô thị này, thì anh chị và các bạn hãy chia sẻ quan điểm của mình bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chắc Tiến xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn trong cái chương trình sắp tới của Cine. Chúng ta sẽ đi review một cái dự án nào đó ở khu đông của thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn nhé.